Ok, chào các bạn thân mến, thì cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn chữa bài tập trong khóa chuyên đề tiếng Anh số 2 của chúng ta. Bài tập của chúng ta sẽ gồm có tổng cộng của chúng ta là sẽ có 30 câu, đúng không ạ? 30 câu nhé. Cô sẽ có là bài tập này của chúng ta gần như chúng ta đã có ôn trọn vẹn đề rồi đúng không ạ? Chúng ta chỉ còn mỗi phần từ vựng với đọc hiểu là cô chưa đưa vào cho thôi. Còn đâu là gần như trong một đề của chúng ta có 50 câu thì chúng ta đã chữa được đến 30 câu phần kiến thức về ngữ pháp rồi. Chúng ta sẽ có lại với câu số 1 của chúng ta là bài tập về phát âm. Bài tập phát âm chúng ta sẽ có ý A, chúng ta sẽ đọc từ đấy là O, âm H của chúng ta là âm câm, đúng không ạ? Ý B chúng ta đọc rõ ràng từ đọc là hôm, nhà, có âm H, đúng không ạ? Ý C chúng ta đọc là về âm H của chúng ta cũng là âm câm. Vậy câu số 1 cô sẽ chọn đáp án là ý B. Sau câu số 1 chuyển cô sang câu số 2 của chúng ta, cách phát âm của đuôi S này. Cách phát âm của đuôi S là cái phần mà có quy tắc rồi nên chúng ta dễ dàng chọn được câu số 2 của chúng ta. Đáp án sẽ là ý C. Sau câu số 2 xin mời dễ chuyển cô sang câu số 3 của chúng ta. Câu số 3 với bài tập trọng âm chúng ta sẽ có là blackboard là ghép của từ black và từ board. Hai danh từ ghép với nhau trọng âm sẽ rơi vào từ đầu. Ý B cô sẽ đọc từ listen, âm thứ hai của cô được đọc là âm ơ, vậy trọng âm rơi vào âm tiết đầu. Ý C chúng ta sẽ đọc tới là between, âm thứ hai của cô là âm y dài, trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Từ đó cô suy ra được câu số 3 đáp án của chúng ta là ý C. Xong câu số 3 chuyển được cô sang câu số 4 của chúng ta với quy tắc của đuôi y dài. Những từ có đuôi y dài làm cho âm dịch chuyển 3 âm tính đuôi đen, vậy nó sẽ rơi vào âm tiết đầu. Tiếp này cô sẽ có ý C dễ hơn, đuôi error không ảnh hưởng, có từ cast cho âm rơi vào âm tiết đầu vì âm đầu tiên là á, âm thứ hai là ơ, vậy nó rơi vào âm tiết đầu. Employment đuôi mình không ảnh hưởng, còn từ employ trong âm rơi vào ploy âm tiết thứ hai. Từ đó cô suy ra được câu số 4 của chúng ta đáp án là ý D. Xong câu số 4 chuyển được cô sang câu số 5 của chúng ta với đuôi son. Những từ có đuôi son cho âm rơi vào trước son, institution rơi vào tiêu âm tiết thứ ba. University đuôi y dài dịch ba âm nó rơi vào ver âm tiết thứ ba. Ý C cô có đuôi io cho âm rơi vào trước the brand âm tiết thứ ba. Từ đó cô suy ra được câu số 5 của chúng ta đáp án là ý D. Xong câu số 5 chuyển được cô sang câu số 6 của chúng ta sau insist on cộng với một verb in. Chúng ta nhìn bốn đáp án chả thấy có anh nào mà có ngay sau insist on đến verb in cả. Nó sẽ phải nhớ cho cô thêm một công thức nữa, đó là sau insist on chúng ta có thể dùng với một tính từ sở hữu. Cô viết tắt nhé, tính từ sở hữu. Xong chúng ta sẽ cộng một verb in. Vậy chúng ta sẽ không chọn ý A vì đây nó là to verb, đúng chưa? Chúng ta cũng sẽ không chọn ý D. Vậy chúng ta sẽ chỉ còn ý B và ý C mà thôi. B và C, cái từ they và từ there thì there mới là tính từ sở hữu. Vậy câu số 6 cô sẽ chọn đáp án là ý C. Sang câu số 6 hãy chuyển được cô sang câu số 7 của chúng ta. Câu số 7 cô căn cứ bằng từ were là quá khứ, chúng ta sẽ đưa điều kiện lại 2. Điều kiện là 2 chúng ta sẽ dùng would cộng với nguyên dạng. Vậy chúng ta sẽ chọn được câu số 7 đáp án là ý D. Câu số 8 nó sẽ căn cứ bằng từ contribution. Trong câu này cô sẽ có một cái collocation, đó là cấu trúc make a contribution to. Chúng ta có cấu trúc là make a contribution to something, đóng góp, cống hiến cho cái gì. Vậy chúng ta sẽ chọn được câu số 8 là ý D. Xong câu số 8 chuyển được cô sang câu số 9 của chúng ta với từ activities là danh từ. Chúng ta sẽ có trước danh từ cô cần một tính từ. Cô sẽ bỏ ý D bởi vì chúng ta học trong chuyên đề về từ loại thì chúng ta sẽ có đuôi IZ là đuôi của động từ, đúng không ạ? Cô sẽ có là ý C đuôi TI là đuôi của danh từ. Ở đây cô cần tính từ cơ nên cô cũng sẽ không chọn D, không chọn C. Ý A của cô đuôi là đuôi của trạng từ. Chúng ta cũng sẽ không chọn ý A. Vậy từ đó cô suy ra được câu số 9 của cô đáp án là ý B. Các bạn thân mến, là bây giờ chúng ta gần như là chúng ta vừa học mới lại chúng ta vừa tổng ôn. Vì vậy mà các bạn thấy cái phần nào mà cô giảng đến phần đó mà các em thấy mơ hồ thì nhớ tìm lại cho cô chuyên đề đó học lại cho cô nhé. Ví dụ này, với câu số 9 của cô sẽ là chuyên đề về từ loại, đúng không ạ? Câu số 8 của cô là collocation, collocation trong nhóm chúng ta có học rồi, đúng không ạ? Câu số 7 của cô là câu về điều kiện, đúng không ạ? Câu số 6 của chúng ta chính là trong cái cấu trúc của câu tường thuật. Cô sẽ có này, với câu số 10 của chúng ta thì sao ạ? Câu số 10 của cô sẽ là về phần cụm từ cố định này. Take part in bằng participate in. Ok, take part in bằng participate in nghĩa là tham gia vào. Get on with nghĩa là hòa hợp với, đúng không ạ? Anh đường này của cô nghĩa là hòa hợp với. Thế này cô sẽ có từ take place in diễn ra ở đâu. Get in touch with bằng cấu trúc keep in touch with, giữ liên lạc với ai. Vậy câu số 10 cô sẽ có là những người xấu hổ thường thấy rất là khó khăn để mà tham gia vào các hoạt động nhóm. Vậy cô sẽ chọn được câu số 10 theo nghĩa chúng ta sẽ chọn được đáp án là ý A. Xong câu số 10 bạn sẽ chuyển với cô sang câu 11 của chúng ta. Câu 1 chúng ta sẽ căn cứ bằng từ question. Chắc chắn chúng ta sẽ phải dùng ở đây, chúng ta sẽ dùng là which. Đúng không? Chúng ta sẽ căn cứ bằng từ a lot of là nhiều. Vậy bây giờ chúng ta sẽ phân biệt cho cô như sau này. Căn cứ cho cô bằng từ couldn't là phủ định. Cái này chúng ta học rồi, đúng không ạ? Couldn't của chúng ta là phủ định. Nếu là phủ định chúng ta không dùng này rồi được. Vì anh này của cô bản thân đã phủ định rồi thì nó phải đi với thể khẳng định cơ. Nên ý C chúng ta không chọn.
Cái phần này chúng ta đã học trong chuyên đề về phần liên từ rồi nhá, được không ạ? Thế là bây giờ cô sẽ còn từ much. Căn cứ bằng từ question là danh từ đếm được, chúng ta sẽ không chọn much, nên chúng ta sẽ không chọn ý A. Vậy cô chỉ còn ý B và ý D mà thôi, đúng không ạ? B và D nhá. Vậy cô sẽ có này. Với câu số 11 của chúng ta, cô sẽ có là a lot of questions, sự khác nhau giữa từ both. Khi nào người ta dùng từ both, both là chỉ cho hai thôi, nhưng mà khi người ta dùng a lot of, chắc chắn là từ hai trở lên, vậy chúng ta phải dùng most of which, đúng không ạ? Most of which. Xong câu giới thiệu chuyển cho cô sang câu 12 của chúng ta này. Tôi phải đi một cách nhẹ nhàng nhất như có thể, hoặc là người ta sẽ nghĩ tôi là trộm. Vậy cô sẽ có ý inquiry, viết tách nhau ra nhé. Từ đấy nghĩa là phòng khi. Chờ tiếp này, ý B, if so, nếu vậy. Không phải, đúng không ạ? Cô sẽ có wanting to bằng due to, bằng because, bởi vì. Nhớ. Vậy chúng ta sẽ chọn được câu số 12, đáp án là ý C, or L, hoặc là. Thế này, câu 13, tôi đỗ rồi, đúng không ạ? Vậy thì bạn kia mà được thông báo là bạn mình đỗ thì phải congratulations, chúc mừng, đúng không ạ? Câu 14 này, storm là cơn bão, con thuyền không thể đến được điểm hẹn đúng giờ. Vậy câu này cô sẽ là bởi vì cơn bão hay mặc dù cơn bão. Nhớ, cô sẽ có này. Yeah, cô có từ because of là bởi vì, in case of là phòng khi, inspired là mặc dù, và but for nếu như không vì. Vậy cô sẽ có là tôi không thể đến được điểm hẹn đúng giờ thì nó phải là bởi vì cơn bão cơ. Nên chúng ta sẽ chọn ý A. Đây chính trong chuyên đề về liên từ các bạn nhé. Câu số 15 của chúng ta, chúc mừng sinh nhật. Đây là một món quà, mình có một món quà nhỏ cho bạn. Nga đáp lại một cái món quà đấy như nào ạ? Món quà đẹp quá, cảm ơn. Vậy 15 chúng ta sẽ chọn đáp án là ý D. Đúng không? Xong câu số 15 chúng ta sẽ chuyển cho cô sang câu 16 của chúng ta. Câu 16 của cô là một cụm từ cố định. Chúng ta có cụm từ đó là cụm từ keep an eye on, để mắt tới cái gì. Vậy chúng ta sẽ chọn được đáp án của câu số 16 sẽ là ý C. Xong câu số 16 chuyển cho cô sang câu 17 của chúng ta, cũng là một cụm từ cố định, đúng không ạ? Hãy nhớ quý trọng những gì mà bạn của bạn làm cho bạn, chứ đừng có coi nó là đương nhiên. Chúng ta có cụm từ là coi cái gì đó là đương nhiên, chúng ta sẽ có cấu trúc, đó là cấu trúc take something for granted, coi là hiển nhiên, coi là đương nhiên. Vậy cô chọn được câu 17 là ý D. Xong câu 17 chuyển cho cô sang câu 18 của chúng ta, là cái cặp sinh đôi đó giống nhau đến nỗi mà hầu như không ai có thể phân biệt được. Chúng ta sẽ có cấu trúc như sau, đó là cấu trúc tell somebody apart, phân biệt ai với ai, đúng không ạ? Vậy cô sẽ chọn được 18 ý C. Câu số 19 của cô cũng là một cụm từ cố định, và cô nhớ là trong cái chuyên đề về cụm từ cố định cô đã cho em cái phần này của chúng ta học rồi, đúng không ạ? Cô có cấu trúc đó là cấu trúc make no difference to, cả một cụm từ này nhá, nghĩa là không ảnh hưởng tới ai. Vậy dịch là cái sự phản đối của các cầu thủ không hề ảnh hưởng tới quyết định của trọng tài. Yeah. Mà nhớ cho cô ở đằng sau nó có sở hữu cách người ta dùng phẩy S. Tại sao đằng trước sở hữu cách nó chỉ dùng phẩy thôi? Vì khi cái danh từ đằng trước của cái sở hữu cách đấy là danh từ số nhiều thể hiện bằng có S, thì đằng sau chúng ta chỉ dùng phẩy thôi, nhớ nhé. Vậy cô sẽ chọn được câu đấy của chúng ta, đáp án là ý B. Tiếp theo cô sẽ có câu số 20 của cô, nhìn cho cô đáp án lại. Depend, independent, independently và dependent. Vậy câu này của cô sẽ là một câu về từ loại. Với một câu về từ loại thì các bạn nhớ cho cô, nếu bạn nào chưa chắc phần này học lại cho cô, phần này rất là dễ, đúng không ạ? Căn cứ cho cô không căn cứ bằng more mà căn cứ cho cô bằng to be. Cô sẽ có quy tắc là sau to be cộng tính từ. Vậy cô sẽ có ý C, cô nhìn rõ nhất có đuôi liền đuôi của trạng từ. Nếu cô bỏ ly sẽ suy ra tính từ. 20 chúng ta sẽ chọn được đáp án sẽ là ý B. Tại sao không chọn ý D? Vì ý D cũng là tính từ nhưng nó khác nhau này. Independent là độc lập tự chủ, thì dependent là phụ thuộc. Vậy cô sẽ có phụ nữ phương Tây, đương nhiên nó phải là độc lập tự chủ hơn so với phụ nữ phương Đông, đúng không? Phụ nữ châu Á. Vậy cô sẽ chọn được câu số 20, đáp án là ý B. Ok các bạn thân mến, vậy là cô đã chữa cho bạn được từ câu số 1 đến câu số 20. Còn từ câu số 21 đến hết, các bạn sẽ chuyển sang phần video tiếp theo nhé.